Ok, we continue. Ở dạng câu hỏi nè, ở dạng câu mà có từ để hỏi nè. Mình sẽ từ để hỏi, trợ động từ, sau đó sẽ là chủ ngữ và động từ vẫn giữ nguyên mẫu. Ừ, ghi nhớ nè, lúc nào mà mình đã mượn trợ động từ thì động từ sẽ giữ nguyên mẫu. Rồi, for example, can you read? What did you do this day afternoon? I play is for Chợ biết cái gì chứ bóng chay cho quên kêu À, chay biết thằng đó. baseball. I play baseball with my friends. Okay, what about you? What did you do yesterday afternoon? I study a school with my friend. You study at school with your friend. Rồi, cái từ study thì mình thêm như thế nào con? Cho thêm ED đằng sau. À, đúng rồi. Study. Nếu mình thêm ed thì mình không đọc là study nữa, mình sẽ đọc là studied. Studies. Studied. Studies. Mình phát âm ở phía sau nè. Ok. Study. Yes, very good. Đúng rồi, đọc như thế là đúng rồi đó con. Ok, this is exercise. Choose words to complete the weather sentences. Là bây giờ nổi nổi rồi có Choose words là mình sẽ chọn từ nhỏ. để hoàn thành cái câu về thời tiết. À, ví dụ như có hỏi là How was the weather yesterday? Để xem. Có chút xíu thế cho thấy có hai từ cuối thêm ed đằng sau này. Thì ở đây này con là thì quá khứ ở dạng to be và thì hiện tại đơn ở dạng to be. Rồi, ở dạng to be thì mình sẽ làm sau đó là một tính từ hoặc là một danh từ. Rồi, có câu hỏi của cô nè. How is the weather today? Là ngày hôm nay lên nổi lên tư nhân bài này à? Ngày hôm nay nè con, ngày hôm nay cô đang hỏi là thời tiết ở ở chỗ bạn Nam ngày hôm nay như thế nào á. Con có thể dựa vào những cái từ có sẵn đây nè để mình trả lời. Is Cold. cloudy today, Cold. right? How was the weather yesterday? Ngày hôm qua is Ngày hôm qua. Ngày hôm qua mà động từ to be là is là đúng hay là sai nhỉ? nhớ sai à. Rồi. Correct it. Sửa lại nào. Ngày hôm qua thì ngủ dung ngủ 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 của những gì lâu It was windy yesterday, right? Rồi, cái từ này nó phát âm như thế này nè con. Đây là phiên âm nè, phiên âm cách phát âm của nó nè. Was. Gosh. Rồi, còn cái từ were thì cô sẽ phiên âm cái từ were này nè con. Cái từ were này nè. Cái Cái từ were còn từ lại á.
À, dạ. À, từ verb còn lại thì cô sẽ phiên âm nó như thế này ha. Dạ được. À, dạ. Sau nó là đó, nó khác nhau cách phát âm ở chữ nó nè, ở âm cuối nó nè, được chưa? Nhiều. À, ok rồi, ở đây là thì hiện tại đơn này, là cái chữ màu đỏ này con. Thì hiện tại đơn thì sẽ là chủ Nhiều. ngữ, động từ to be, it, động từ to be Nhiều. sẽ chia là is. À, is it cold today? Yes. But it was windy yesterday. Yes. À, ok. À, ví dụ như là cô có những cái từ như thế này đi. Thì cô hỏi về Yeah. thời tiết ngày hôm nay. Thì bây giờ cô hỏi lại nè. How is the weather today? Is rainy today? À, is it raining today? How was the weather yesterday? How? It was rainy yesterday. À, rồi. Ví dụ như hôm qua mà có mưa thì mình sẽ không trả lời là it was raining nữa, mà mình sẽ là Yeah. it rained. Nó đã mưa ngày hôm qua. It rained yesterday. It rains Ok, rained. yesterday. À, snowed. Snowed. Snow. No. Rồi, thì bài hôm nay đến đây là hết rồi nào. Yeah. Rồi, mình vẫn còn bài tập nhưng mà đã hết thời gian rồi. Thì cái bài tập đó sẽ là bài tập về nhà của bạn Nam, thì cô sẽ gửi sau. Ok, this is the end of Yeah. the lesson today. Goodbye Nam. Okay. Goodbye, À, teacher. see you again. See you again.